Điện gió đất xong đây, điện gió này mới ráp này, chưa có vô hoạt động được quá không. Có cây bên kia đang ráp này. Đắk Nông nhá. Mặt trước là quốc lộ 14. Đây. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Mọi người thấy mê không? Ai mê Đắk Nông thì điểm danh nào? Cây này gần luôn. Đó, với tay được luôn. Tiêu đây, cà đây, tiêu ngã tự nhiên đây. Đẹp chưa?